Ăn một củ khoai lang vào mỗi buổi sáng tốt gấp trăm lần uống thuốc bổ. Những ai có thói quen ăn khoai lang vào mỗi buổi sáng sẽ ngừa được hàng trăm chứng bệnh, hơn nữa còn tạo cho bạn cảm giác sảng khoái tinh thần, sảng khoái suốt cả một ngày làm việc. Phòng chống ung thư. Rễ mọc ra từ củ khoai lang cũng chứa beta carotene, tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư thận và nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ tiền mãn kinh. Khoai lang, thực phẩm cho người bệnh tiểu đường. Khoai lang được xem là thực phẩm ưu việt cho bệnh nhân tiểu đường bởi chúng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Bằng cách điều chỉnh lượng insulin tiết ra, người bệnh tiểu đường có thể ăn khoai lang thay thế gạo hoặc bổ sung lượng carbohydrate một cách lành mạnh. Ngăn ngừa bệnh tim. Khoai lang chứa hàm lượng phong phú kali và vitamin B6. Nó giúp ngăn ngừa cơn đau tim và đột quỵ, đồng thời giúp duy trì cân bằng điện giải trong các tế bào cơ thể, cũng như huyết áp và chức năng bình thường của tim. Ăn khoai lang chống viêm. Cũng giống như khoai tây, khoai lang cũng có đặc tính kháng viêm. Điều này chủ yếu là do sự hiện diện của beta carotene, vitamin C và magie trong khoai lang. Nó cũng không kém phần hiệu quả trong việc chữa viêm bên trong và bên ngoài cơ thể. Lợi ích khác. Khoai lang là thực phẩm giàu protein. Protein trong khoai lang rất đặc biệt do khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng của người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn. Hàm lượng vitamin B6 cao chứa trong khoai lang làm giảm homocysteine trong cơ thể. Homocysteine có liên quan đến các bệnh lý thoái hóa và tim mạch. Nồng độ homocysteine trong máu cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Khoai lang là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp ngăn ngừa cảm lạnh và virus cúm. Đồng thời, vitamin C cũng rất cần thiết cho xương và răng, tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình hình thành các tế bào máu. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần chữa lành vết thương, tạo ra collagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ, giảm stress và bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao. Vitamin D trong khoai lang có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tổng quát. Vitamin D góp phần giữ cho hệ xương, tim mạch, thần kinh, răng, da và các tuyến giáp khỏe mạnh. Kali là chất điện ly quan trọng giúp kiểm soát nhịp tim và các tín hiệu thần kinh cũng như các chất điện ly khác. Kali đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu, trong đó có thư giãn co thắt cơ, giảm sưng, bảo vệ và kiểm soát hoạt động của thận. Khoai lang chính là nguồn cung cấp kali tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua. Ngoài ra, những phụ nữ có nồng độ carotene cao nhất có nguy cơ tái phát ung thư vú thấp nhất. Đây là kết luận được các nhà khoa học đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu trên những phụ nữ hoàn tất giai đoạn đầu điều trị căn bệnh này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trái cây rẻ tiền trong vườn Việt được đông y coi là quả sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư. Đây là một loại quả có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhờ một thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Rất tiếc, nhiều người chưa biết để cho vào thực đơn phòng ung thư của gia đình mình. Ớt chuông xanh được xem là sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư. Ớt xanh hay còn gọi là ớt chuông xanh, ớt ngọt và nhiều tên gọi khác ở các vùng miền khác nhau. Theo đông y, đây là trái cây thực phẩm có lượng vitamin C gấp 7 đến 15 lần so với cà chua và các loại cây có trái siêu vitamin C đứng đầu tiên trong nhóm rau củ quả xanh. Hương vị độc đáo của ớt chuông kích thích sự bài tiết nước bọt. Hạt ớt chứa các chất dinh dưỡng có thể làm tăng sự thèm ăn, giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Do đó, ớt xanh trở thành một món ăn rất đáng được chế biến, phổ biến trên bàn ăn của mỗi gia đình. Thịt quả ớt xanh rất dày và giòn và hàm lượng vitamin C phong phú như vậy, trong khi hàm lượng nước là khoảng 93,9%, carbohydrate khoảng 3,8% và quả ớt chuông chín đỏ chứa lượng vitamin C lên đến 460mg. Món ớt chuông có thể được chế biến thành các món ăn đa dạng như trộn với thức ăn lạnh,
chiên, xào, nấu chín, nhồi, ngâm chua và chế biến để làm thành món kẹo trái cây. Đây cũng là loại quả được Đông y coi là sát thủ tiêu diệt tế bào ung thư nhờ một chất dinh dưỡng đặc biệt trong đó. Công dụng nổi bật của ớt xanh. 1. Phòng chống ung thư. Trong quả ớt chuông có chứa thành phần hoạt chất capsaicin, được xem như là một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa sự chuyển hóa của các tế bào, qua đó chấm dứt quá trình tế bào phân chia và chuyển hóa trong quá trình ung thư phát triển ở các mô, giảm tỷ lệ phát triển của các tế bào ung thư. 2. Hạ sốt, giảm đau. Theo Đông y, ớt chuông có vị cay và nóng ấm, có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống bằng cách đổ mồ hôi, đồng thời có thể làm giảm đau cơ bắp và do đó có tác dụng chống viêm, giải nhiệt mạnh mẽ. 3. Tăng sự thèm ăn, kích thích tiêu hóa. Trong các thành phần của ớt chuông chứa một lượng lớn vị cay nồng và hương vị đặc trưng của ớt, có thể kích thích sự bài tiết của nước bột và dịch vị, làm tăng sự thèm ăn, thúc đẩy nhu động ruột, giúp tiêu hóa thuận lợi và hiệu quả hơn. 4. Giảm béo, giảm mỡ máu. Chúng ta đều biết rằng ớt chuông xanh có chứa chất capsaicin, có thể thúc đẩy sự trao đổi chất béo, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong cơ thể, rất có lợi cho những người muốn duy trì chế độ ăn, uống thuốc hạ lipid máu và phòng chống bệnh tật do cơ thể thừa chất béo gây ra. 5. Phòng ngừa và điều trị bệnh máu xấu. Ớt chuông xanh rất giàu vitamin C, vitamin K, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu hoặc máu xấu, điều trị bổ trợ chứng chảy máu nướu răng, thiếu máu, dễ vỡ mạch máu. 6. Loại bỏ lạnh và ẩm ướt. Có nhiều người thường cảm thấy rằng sau khi ăn một ít ớt xanh thì có vẻ như tim đập nhanh hơn, mạch máu trên da giãn ra. Vì vậy, y học Trung Quốc có cùng quan điểm như vậy khi cho rằng ớt chuông xanh có tác dụng ôn trung hạ khí, tản hàn, trừ ẩm. Điều đó có nghĩa là ăn ớt sẽ giúp cơ thể loại bỏ bớt sự nhiễm lạnh, dư thừa ẩm ướt trong các cơ quan cơ thể, giúp bạn có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Những lưu ý khi sử dụng ớt xanh. 1. Ớt chuông xanh rất giàu vitamin C. Khi chế biến các món ăn, bạn nên chú ý làm chủ nhiệt độ. Tốt nhất là bạn nên dùng phương pháp nấu nhanh với lửa to, thời gian chế biến không quá lâu để không làm thất thoát quá nhiều vitamin C. 2. Bệnh nhân bị các bệnh về mắt, viêm thực quản, dạ dày, viêm loét dạ dày, trĩ thì nên hạn chế hoặc không ăn món này. Ngoài ra, bệnh nhân bị bệnh bốc lửa hoặc tăng huyết áp, bệnh lao cũng không nên ăn. 3. Bệnh nhân bị viêm thận không nên ăn ớt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay bệnh tiểu đường sớm nhờ các bài thuốc dân gian này. Bệnh tiểu đường sẽ sớm chào thua các bài thuốc dân gian này. Không cứ phải thuốc đắt, thuốc ngoại mới chữa bệnh tốt. Có những bài thuốc quý ngay trong vườn nhà mà đôi khi bạn không biết. Khám phá ngay bài thuốc dân gian chữa bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Khoảng gần 8% dân số Việt Nam mắc bệnh tiểu đường và đây là căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay. Việc điều trị bệnh tiểu đường bằng các loại thuốc tây vừa gây cho bệnh nhân mệt mỏi là ảnh hưởng về kinh tế, gây biến chứng các bệnh khác. Cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đường rất công hiệu và an toàn, không gây biến chứng mà nhiều người không biết, cứ lầm tưởng điều trị tây y hiệu quả mà quên đi các giá trị mà bài thuốc cổ truyền trong dân gian mang lại. Việc tìm các vị thuốc nam không khó vì đây là cây thuốc, cây cỏ quanh nhà mà chúng ta rất dễ gặp. Các loại cây này giúp giảm bớt các triệu chứng do tiểu đường gây ra, rất hiệu quả cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng cây chuối hột. Xưa nay chúng ta chỉ biết cây chuối hột thông qua việc dùng quả của nó. Tuy nhiên ít người biết rằng ngay cả thân hoặc của chuối hột cũng là vị thuốc quý. Các nhà khoa học đã chứng minh trong chuối hột có chất giúp ổn định đường huyết. Phương pháp phổ biến nhất để trị tiểu đường bằng cây chuối hột là đào lấy củ chuối rửa sạch, giã hoặc ép lấy nước cho người bệnh uống. Nếu không thể đào được củ chuối, bạn cũng có thể dùng thân cây chuối hột, khoét ngang một lỗ,
để bên dưới một chiếc bát nhỏ để nước từ thân cây tiết ra. Sau đó mang nước này cho người bệnh uống cũng có tác dụng tương tự. Nhưng chú ý rằng mùa mưa nước chua ngọt loãng hơn nên bạn cần phải uống lượng nước nhiều hơn mùa nắng. Vỏ dưa hấu làm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Dưa hấu là loại quả bổ dưỡng cho sức khỏe. Ngoài việc được dùng để giải khát trong những ngày hè nóng nực thì dưa hấu còn được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học đã chứng minh cứ 100g dưa hấu có 95,5% nước, 1,2% protein, 2,5% glucid, 0,5% cellulose, các muối khoáng canxi, phốt pho, sắt, các vitamin B1, B2, PP, C, carotin. Đặc biệt, dưa hấu còn chứa nhiều axit folic là một trong các yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tạo máu, rất tốt cho người tiểu đường. Bên cạnh việc ăn dưa hấu, người bệnh tiểu đường cũng không nên bỏ vỏ dưa đi, bởi chúng có thể tạo thành bài thuốc vô cùng hiệu quả đấy. Người bệnh dùng 30g vỏ dưa hấu, 30g vỏ bí xanh, xắt lấy nước uống 3 lần mỗi ngày, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cảm nhận hiệu quả. Lá ổi trị bệnh tiểu đường. Đông y sử dụng lá ổi là vị thuốc chữa bệnh từ lâu đời. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh cả quả ổi và lá ổi đều có tác dụng giảm lượng đường trong máu. Bài thuốc trị bệnh tiểu đường cần dùng các nguyên liệu: lá sa kê rụng, đậu bắp và lá ổi non, búp thì càng tốt. Ba thứ trên mang rửa sạch rồi cho vào nồi đất nấu với 2 lít nước, đến khi cô đọng lại còn khoảng 510ml thì chia ra để uống 3 lần trong ngày. Các hợp chất flavonoid có trong lá ổi giúp người bệnh hạ đường huyết nhanh chóng. Ngoài ra, việc ăn quả ổi hay dùng lá ổi tươi xắt lấy nước uống hàng ngày cũng rất có lợi cho sức khỏe bệnh nhân tiểu đường. Chữa bệnh tiểu đường bằng quả khế. Quả khế không chỉ được dùng để nấu canh chua, ăn kèm rau sống mà còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường hiệu quả mà không phải ai cũng biết nhé. Nếu bạn hoặc một người thân trong gia đình mắc phải căn bệnh này, có thể dùng trái khế để chữa trị bằng cách sau: lấy quả khế phơi khô trong bóng râm, đem thái thành lát mỏng. Mỗi ngày các bạn lấy khoảng một vốc cho vào nồi, rồi đổ nước vào nấu cho tới khi còn lại một nửa thì dùng để uống. Nên áp dụng thường xuyên, sau 3 tháng sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trong máu xuống mức ổn định. Sau đó, việc kiêng ăn đồ ngọt cũng không cần quá khắt khe. Ngoài ra, quả khế còn có tác dụng chữa bí tiểu, tóc bạc sớm và chữa táo bón hiệu quả. Chữa bệnh tiểu đường bằng hạt quả vải. Dùng hạt quả vải cũng là một trong những bài thuốc đông y chữa bệnh tiểu đường rất đơn giản mà hiệu quả cao, được áp dụng phổ biến trong dân gian. Theo đông y, hạt vải vị ngọt chát, tính on, có tác dụng tán hàn, chữa tiêu chảy, đau răng, đau tinh hoàn và tiểu đường tiếp 2. Để phòng và điều trị bệnh tiểu đường tiếp 2 bằng hạt vải, người bệnh có thể áp dụng theo bài thuốc như sau. Hạt vải đem sấy khô, tán thành bột mịn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần dùng khoảng 10g và với nước để uống sẽ cho hiệu quả làm giảm lượng đường trong máu xuống mức ổn định. Bài thuốc dùng tốt nhất cho các trường hợp người bị bệnh tiểu đường tiếp 2 trên 40 tuổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu. Vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt,
nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay. Do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội. Đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu. Cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ, gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn, nhưng nằm ở vị trí bể thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắc, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái bút, đái rắc là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận, có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y dược cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng: chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày. Uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.